Cuối tuần này, Borussia Dortmund sẽ có cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng khi được ra sân sớm hơn kình địch Bayern Munich một ngày, khi họ sẽ tiếp đón FC Köln trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 25 Bundesliga. 3 điểm sẽ giúp đoàn quân huấn luyện viên Edin Terzic gây áp lực lên Hùng Xám trong cuộc đua song mã đến chức vô địch, trong khi Köln cũng cần điểm số trong bối cảnh khoảng cách giữa họ với nhóm cầm đèn đỏ đang bị rút ngắn đáng kể xuống chỉ còn 7 điểm, một cách biệt chưa thật sự an toàn. Khá bất ngờ khi Köln sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn đôi chút so với Dortmund với thành tích thắng 2, hòa 2 và chỉ thua duy nhất một trận trong 5 lần chạm trán gần nhất. Ở trận đấu lượt đi, Dortmund dù là đội mở tỷ số trước nhưng sự hớ hênh nơi hàng thủ của họ đã tạo điều kiện để Köln ngược dòng kịch tính với tỷ số 3-2 chung cuộc. Phong độ thắng 4 trên 5 trận gần nhất ở Bundesliga nghe qua tưởng chừng khá ổn, nhưng thực tế Dortmund đang ở vào một tình trạng rất nhạy cảm, thậm chí có thể đang bước vào một cuộc khủng hoảng. Mới chỉ đầu tuần trước Borussia Dortmund còn đang trong thăng hoa trong chuỗi phong độ hủy diệt với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 9 trận ở mặt trận Bundesliga, giúp họ băng băng trên cả 3 mặt trận. Sau mọi thứ thay đổi quá nhanh, sau khi bị Chelsea đá bay khỏi Champions League với thất bại 2, không khó hiểu, họ tiếp tục hụt hơi ở đấu trường quốc nội khi bị Schalke 0-4 cầm hòa 2-2 dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước. Có thể nói, phong độ của Dortmund đang ở chiều đi xuống của một đồ thị hình sin. Nếu như Dortmund đang xuất hiện mầm mống của một cuộc khủng hoảng thì đối thủ của họ, FC Köln cũng đầy bất ổn, thậm chí là khó hiểu. Köln chơi cực tốt trước các đội bóng thuộc top đầu khi hủy diệt Frankfurt 3-0. Tuy vậy, họ lại chơi tệ đến khó hiểu khi giáp mặt với những nhược tiểu đang đua trụ hạng, đó là những trận hòa sai cờ không bàn thắng, đại bại 0-3 trước Stuttgart trước khi bị Bochum hạ nhục 0-2 ngay trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua. Thành tích thua 3, hòa 1 và chỉ thắng được 1 trong 5 trận vừa qua, với 4 trận gần nhất không ghi được bất kỳ một bàn thắng nào đã đẩy Köln từ một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng tụt xuống chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ 7 điểm. Để có thể trở lại mạch thắng, Dortmund cần các cầu thủ trên hàng công nhanh chóng lấy lại phong độ. Trong bối cảnh thủ quân Marco Reus vẫn chưa bình phục chấn thương, cầu thủ được chờ đợi nhất vẫn sẽ là Jude Bellingham. Ngôi sao sáng nhất vùng Ru lúc này cần phù phép trở lại để làm điểm tựa cho các đồng đội xung quanh. Hơn nữa, nguồn sáng tạo bất tận của sao trẻ người Anh còn là điều kiện cần để một điểm nổ khác trên hàng công là Sebastian Haller có thể nhả đạn trở lại. Cựu cầu thủ Ajax đang thể hiện một phong độ rất thuyết phục kể từ khi trở lại sau khi chiến thắng bệnh hiểm nghèo. Ở bên kia chiến tuyến, có lẽ các cổ động viên của Köln khó lòng trông chờ một hàng công đã tịch ngòi 6 trên 7 trận gần nhất có thể tỏa sáng. Thay vào đó, hy vọng của họ sẽ dồn hết vào hàng phòng ngự được chỉ huy bởi hậu vệ kỳ cựu Jonas Hector. Ở tuổi 33, cựu tuyển thủ Đức vẫn là điển hình cho câu nói gừng càng già càng cay. Ngoài ra, khả năng cầm trịch tuyến giữa của Elis Skiri cũng là một điểm nhấn, thậm chí hai bàn thắng gần nhất của Köln trước khi bước vào chuỗi 4 trận tịch ngòi là do công của tuyển thủ Tunisia. Năng lực chỉ huy của Hector cùng với khả năng cầm trịch của Skiri được kỳ vọng sẽ giúp Köln một lần nữa phát huy sở trường gạt chân các ông lớn. Dortmund nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 với thế trận áp đặt công, trong khi đội khách sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 đầy toan tính. Theo AI, Dortmund được đánh giá vượt trội với khả năng chiến thắng lên đến 64%, trong khi tỷ lệ chiến thắng của đội chủ nhà chỉ là 16%, rất chênh lệch 20% là khả năng trận đấu giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa. Dortmund và Köln, hai đội bóng với hai mục tiêu riêng sẽ chiến đấu cho mục tiêu của mình trong trận cầu thuộc khuôn khổ vòng 25 Bundesliga diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3. Người hâm mộ theo dõi bóng đá có thể đón xem trực tiếp trận đấu hấp dẫn này trên hệ thống kênh OnSport.